Kênh YouTube của mình, và ngày hôm nay mình xin đọc cho các bạn nghe một câu chuyện Hoàng tử bé. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Tôi thực sự muốn sống cuộc đời của mình tại vương quốc Quentut trong lễ hội tuần lễ vàng. Và đây, vợ tôi đã hỏi tôi rằng liệu tôi có giữ được dáng vóc không? Tôi trả lời cô ấy, hình dáng là cái gì? Ôi, con thật tốt bụng làm sao? Tớ hứa sẽ viết lại cho cậu ngay sau khi trở về vương quốc của chính mình. Tôi tự nói với mình rằng ta có thể tự viết thư cho mình thông qua nhân viên bưu điện. Và đây là bức thư đầu tiên của tôi. Gran, con ở đây à? Con đang làm gì thế? Con thân yêu. Không có gì, không có gì đâu ạ. Con đến nghe đây em. Mẹ ơi. Vài tháng sau, lần đầu tiên một sự tiếp đón thật êm ái. Cậu đang nói về cái gì vậy? Nhìn xung quanh đi, chúng ta đang bị mắc kẹt ở đó. Tớ đã hứa sẽ ngừng việc âm nhạc khó chịu hoặc cằn nhằn. Nhưng đừng hy vọng tớ sẽ cứu rỗi hành tinh này nếu cho tớ buộc phải trả lời hết đống thư này nhé. Hé trở lại, đây là hoàng tử bé. Tớ đùa thôi mà, đừng bỏ tớ lại một mình. Tớ tìm thấy một lối ra rồi, một cánh cửa ở dưới thấp. Theo tớ nào. Wow, cuối cùng cũng tìm thấy họ rồi. Các bạn đã biến mất khá lâu. Chúng tôi bắt đầu lo lắng đấy. Thôi, điều đó cũng không quan trọng. Quan trọng là các bạn ở đây rồi. Chúng tôi sẽ được cứu. Thật dễ chịu khi thấy rằng lần đầu tiên danh tiếng của chúng ta đã lan xa. Mẹ ơi. Dạ. Không biết lắp đâu, xong rồi chữ quy đấy cho. Nhưng con rùa khổng lồ của các bạn đâu? Làm sao chúng tôi có thể tin tưởng để các bạn đi với những bức thư này? Lạ thật đấy, các bạn ăn mặc không giống nhân viên bưu điện. Cara gì cơ? Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình xin đọc tiếp phần 2 của câu chuyện Hoàng tử bé. Và mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Hãy để họ thử chút đã. Rõ ràng họ không phải là nhân viên bưu điện mà. Vậy thì đây là những kẻ trộm thư rồi. Có thể chính vì bọn họ mà những bức thư không được phân phát đi nữa. Và lại bắt đầu rồi đấy. Lần này còn nực cười hơn nữa. Các bạn Casey của tôi, vậy làm thế nào để có thể chuyển thư của chúng ta qua những lộn muối trắng này mà không có ruột cũng lò? Nếu tôi vứt con rùa mini màu đỏ hung của cậu bé nè xuống muối trắng, nó không trộn nổi 30 giây. Đây không phải quân kẻ cướp đâu, nó được xem như kẻ xấu tính thôi. À, hóa ra thế. Thế cậu phải nói ngay từ đầu chứ. Lại đây, tôi sẽ dẫn các cậu tham quan hành tinh và các bạn có thể kể chi tiết mọi việc cho tôi nghe. Cáo không phải là đồ vật, cáo là bạn tôi. Chúng tôi đến để cứu hành tinh này. Cảm ơn vì đã giải thích cho tôi. Giờ tôi hiểu tại sao các bạn lại ở đây. Rất vui được biết các cậu. Hoàng tử bé ạ, cả cậu nữa. Cáo ạ, tôi tiếc phải làm các bạn thất vọng rồi. Nhưng hành tinh của chúng tôi không hề gặp nguy hiểm.
Ở đây không có chiến tranh, không có mâu thuẫn gì, và lại càng không có rắn. Tuyệt quá, vậy chúng ta nhầm địa chỉ rồi hoàng tử bé, chúng ta đi thôi. Những câu chuyện thư tín thì sao nhỉ? Bưu điện đang đình công chăng? Còn tệ hơn thế, các bạn ở đây, tại YouTube, một trong vương quốc lớn nhất nơi tộc người Kekit sinh sống, nhưng chúng tôi bị cô lập hoàn toàn. Wow, thật tuyệt vời! Vì sao các bạn lại xây những thành phố cao như vậy? Những gì cậu nhìn thấy trước mắt đây, hoàng tử bé, không phải là cảnh thông thường. Đây là một sa mạc muối trắng, và nó cũng đồng nghĩa với cái chết đối với bất kỳ kẻ nào cả gan tìm cách bước đi trên nó. Và tạm biệt các bạn.